Xin chào mọi người. Thì hôm nay nhân vật chính của chúng ta đó chính là một chiếc tủ lạnh mini đến từ nhà Electrolux, có mã sản phẩm là UM0930AD. Hãy cùng em unbox em nó để xem em nó như thế nào nha. Và đây là hình ảnh thực tế của sản phẩm. Sản phẩm sẽ có tông màu ghi sáng luôn nha anh chị ơi. Với tổng chiều cao là 82cm, chiều rộng sẽ là 47cm và chiều sâu sẽ là 44cm. Cân nặng của em nó sẽ là 19kg nha. Thì chiếc tủ lạnh này sẽ có thiết kế là một cửa luôn nha anh chị. Với tổng dung tích sử dụng là 90 lít luôn. Đấy. Và công nghệ của em nó nha sẽ được trang bị là công nghệ làm lạnh trực tiếp, cho nên là thực phẩm của chúng ta sẽ được làm lạnh rất là nhanh luôn. Thì ở trong tủ lạnh nó sẽ trang bị cho chúng ta nè, một cái núm xoay nè, với bao gồm cho mọi người luôn là 7 chế độ nha, cho nên là mọi người có thể tùy chỉnh theo là núm xoay nè, tùy chỉnh cho phù hợp với những cái lượng thực phẩm của mình luôn. Và ở dưới đây sẽ được trang bị thêm một kiến cường lực, như mọi người thấy rất là chắc chắn, dư sức để cho mọi người có thể đựng những thực phẩm mà thực phẩm nặng ký. Và ở phía ngăn trên nó là sẽ có cho mọi người một cái ngăn như thế này, mọi người có thể ngăn thấy đá, nhưng mà đặc biệt luôn nha, cái ngăn này không đóng tiếp nha mọi người. Và phía bên đây, phía bên cạnh tủ sẽ trang bị cho mình luôn là 3 ngăn đó, để cho mọi người có thể dễ dàng đựng những loại thức uống mà cũng như là thực phẩm luôn nha. Ngăn cù quẻ rất là rộng lớn luôn, cho nên là mọi người tha hồ là để những cái thực phẩm này. Sản phẩm nó được bảo hành chính hãng 24 tháng tại nhà. Hàng thì hiện tại đang có sẵn của kho điện máy Gia Khang. Anh chị có nhu cầu mua sắm thì hãy liên hệ chúng em qua hotline hoặc website, tụi em sẽ để dưới phần mô tả luôn nha. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị luôn.